phát hình ảnh trực tiếp về một đám tang của người nổi tiếng, giao bán hàng giả, hàng nhái, thậm chí vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác trên mạng xã hội. Phát trực tiếp trên mạng xã hội hay còn gọi là livestream đang ngày một phổ biến, trở thành xu hướng trong thời gian gần đây và ai cũng có thể livestream. Nội dung livestream càng giật gân, nhảm nhí lại càng thu hút nhiều lượt xem. Một trong những hình thức livestream độc hại hiện nay là lên mạng khoe thân, kích thích người xem, đặc biệt là giới trẻ, đồng thời dụ dỗ tham gia các trò chơi đỏ đen trên các ứng dụng. Không chỉ trên những nền tảng phổ biến, mà ở những nền tảng livestream chuyên biệt, những phòng chat riêng tư hơn, thì có cả các cô gái trẻ làm những hành động nhạy cảm, dung tục, theo yêu cầu trực tiếp để đổi lấy quà tặng của người xem. Lợi dụng việc phát sóng trực tiếp khó kiểm soát để truyền đi những thông điệp, nội dung xấu độc, đã đến lúc thế giới livestream cần phải được kiểm soát chặt chẽ hơn. Facebook của tôi, mạng xã hội của tôi thì tôi chia sẻ gì là quyền của tôi, nói gì là quyền của tôi. Đây chỉ là một trong số những lời biện minh của một số người khi livestream thiếu văn hóa ở trên mạng xã hội. Cũng không thể phủ nhận rằng mạng xã hội phát triển giúp con người kết nối với nhau dễ dàng hơn. Những hình ảnh đẹp, những nội dung bổ ích từ nhiều lĩnh vực cũng được chia sẻ và tiếp nhận bởi nhiều người. Thế nhưng bên cạnh những mặt tích cực đó thì ngày càng có nhiều những livestream phát trực tiếp với những nội dung lý lẽ không thể chấp nhận, hoặc văng tục, chửi bậy, bóc phốt, bán hàng giả hoặc hàng nhái lan truyền với tốc độ rất nhanh ở trên mạng xã hội. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng tôi mời tới trường quay Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam sẽ cùng trao đổi về vấn đề này ạ. Cách đây khoảng 3 năm tôi có ngồi trao đổi với một số thầy cô giáo dạy trong trường đại học. Các cô tâm sự với tôi là bây giờ rất sợ học trò, rất sợ sinh viên, bởi vì trên tay mỗi bạn ấy là một chiếc điện thoại và các bạn ấy quay phim, chụp ảnh và thậm chí cả livestream ở trong giờ học. Họ cũng không cảm thấy an tâm khi đứng ở trên bục giảng, tức là luôn luôn ở trong cái thế cảm giác bị soi mói, hoặc những cái môi trường giáo dục đang rất là riêng tư trở nên thành một cái thứ gì đấy đại chúng ở trên mạng xã hội. Khi mà có livestream trong những cái giai đoạn đầu, khi mà chúng ta chưa có những cái thiết chế để mà quản lý nó ấy, thì đã có một cái giai đoạn rất là nhiều người sử dụng livestream phục vụ cho những cái mục đích có thể là không tốt đẹp, có thể là livestream cả đám tang của người nổi tiếng, và trong cái quá trình livestream đấy họ đưa ra những cái lời bình luận, rồi họ có thể là nói những cái câu mà nó không hoàn toàn, nó rất là trái với cả cái bối cảnh. Với hình thức livestream khi mà nó được phổ biến lên ấy, thì một số những cái người nổi tiếng có thể sử dụng nó như là một cái cách thức kiếm tiền. Thế nhưng mà họ chỉ sử dụng đúng có mỗi cái kỹ năng livestream của họ thôi, mà họ lại không có đủ cái kiến thức để thẩm định được xem là cái nội dung mà họ livestream, ví dụ như quảng bá về một sản phẩm gì đấy, thì họ không biết được là chất lượng của cái sản phẩm như thế nào, không biết được là những cái điều mà họ nói, họ livestream đấy thì thực sự là có đem lại lợi ích cho cộng đồng hay không, hay là chính những cái nội dung mà họ nói họ lại đang khuyến nghị cho những cái người khác sử dụng những cái sản phẩm không an toàn. Chúng ta đang ở trong cái nền kinh tế chú ý mà, cho nên là cứ một cái chủ đề nào mà có vẻ là hot và thậm chí là tạo ra nhiều tranh cãi càng tốt, thì cái người mà làm livestream đấy họ lại càng cảm thấy rằng mình có được cái sự chú ý, mình có cái sức ảnh hưởng lớn đến cái cộng đồng. Và đấy chính là cái động lực làm cho một số người là không màng về các cái điều kiện hay là ranh giới đạo đức nữa, mà họ vẫn cứ làm các cái livestream như vậy thôi. Bản thân mỗi người đừng bị rơi vào trong một cái bẫy như vậy. Và bản thân chúng ta cũng thấy rằng là gì, ở trong cái giai đoạn đầu khi mà chúng ta đang chuyển cái cuộc sống của chúng ta lên trên mạng ấy, thì cái năng lực công dân số có lẽ là vẫn còn chưa có được một cái năng lực tốt. Mình không có cái năng lực tư duy phản biện, mình không biết được rằng là mình tham gia vào những cái cuộc tranh cãi mà nó chưa có đủ bằng chứng, mà nó chỉ dựa trên những cái là tôi cảm thấy, tôi tin là, tôi nghĩ là, tôi cho là, theo cái kiểu quan điểm chủ quan rất là cá nhân của mình thôi, thì cái cuộc chiến đấy nó chả bao giờ nó kết thúc cả. Nhưng mà chính cái sự mà tranh cãi và cái sự chú ý của các vị lại chính là cái mồi câu để cho những cái người mà làm livestream ấy, họ tiếp tục họ làm những cái livestream theo cái ý của họ. Và tôi cũng nói thật là có rất là nhiều người mà là cũng có thể là có những cái vấn đề mà liên quan đến gọi là về sức khỏe tinh thần ấy. Có những người họ rơi vào trong một cái trạng thái họ tự họ nói ra cái câu chuyện đấy trong đầu của họ đến hàng trăm hàng ngàn lần, và họ tin luôn là cái câu chuyện đấy nó là thực, trong khi là có thể là cái bằng chứng ban đầu nó không logic và nó chưa đầy đủ một chút nào. Và cái việc mà họ lên họ nói đối với họ đấy là thật, nhưng mà đối với cả thực tế có thể không phải là thật. Cách đây hơn một năm thì tôi có tham gia một cái buổi gọi là trò chuyện và giúp đỡ cho các học sinh
cấp 2 và cấp 3 của một trường trường học ở Hà Nội. Thì đứng trước hàng trăm học sinh lớp 6 chẳng hạn, tôi hỏi là ở đây những bạn nào có tài khoản mạng xã hội Facebook và TikTok rồi, thì tôi thấy tất cả ai cũng giơ tay. Và tôi quá ngạc nhiên bởi vì là các bạn chưa đủ tuổi, đủ tuổi để sử dụng, tức là theo kể cả những cái điều khoản của nhà cung cấp dịch vụ chẳng hạn, nó cũng nói là, nhưng mà thực ra các cháu có thể luồn lách bằng luật rất là đơn giản là vặn cái ngày sinh nó ra thêm vài tuổi. Và trong cái buổi nói chuyện đấy thì tôi cũng muốn lắng nghe tất cả những cậu bé, cô bé đấy nói đến những cái vấn đề mình đang gặp phải ở trên mạng xã hội và hệ lụy từ những cái câu chuyện livestream. Thì đúng là họ cũng có, tức là cũng bạn bè với nhau cũng livestream, mình gọi là bắt nạt trên mạng này, hoặc là những cái xu hướng mà ở trên mạng họ gọi là trendy về chửi bậy, hoặc là những cái câu tục tĩu bạn nào cũng thuộc. Tôi bảo nếu mà cái tình trạng này nó còn tiếp tục thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến cả một cái thế hệ rất là nhỏ, chứ không phải là người lớn. Những cái tác hại của các cái livestream nó rất là độc hại đối với cả cái thế hệ trẻ. Cái thứ nhất là gì? Là làm cho cái đứa trẻ nó sẽ nhìn thấy những cái điều mà bố mẹ nói với mình hàng ngày, những cái điều tốt đẹp ấy, ui dù nó không đúng đâu, cuộc sống nó như thế này này. Và bây giờ những cái đứa trẻ là bây giờ nhìn xã hội theo cái cách thức nó khác những điều mà bố mẹ mong muốn lắm rồi. Thậm chí là các con lập luôn cả hai cái Facebook, một cái Facebook là kết nối với bố mẹ thì là áo trắng tung bay rồi toàn là những cái câu bố mẹ hài lòng thôi, nhưng mà một cái gọi là Facebook khác kết nối với bạn bè thì toàn sử dụng tất cả những cái từ mà giống như ở trên video clip rồi các cái livestream mà các con xem được thôi. Các bạn ấy cũng bắt đầu có một cái cách thức sống, cái kiểu như là you only live one, tức là cùng sống cho nó thoải mái, sống một lần thôi, cho nên là cái gì cũng thử theo đấy, các cái nội dung ở trên livestream ấy, kể cả là thử cả hút thuốc rồi thử cả các cái chất nghiện, hoặc là ví dụ những hành vi rất là nguy cơ các bạn cũng thử đấy, rồi là ví dụ như nói cũng là nói bậy, quan điểm với nhau về coi như là tình bạn, tình yêu rồi tình dục, hay là ví dụ như là những cái cách nhìn về những cái người khác ấy, nó cũng méo mó đi, luôn luôn nghĩ rằng người khác là họ chỉ lợi dụng mình thôi, hoặc là cái nhân sinh quan và thế giới quan của các con nhìn về tương lai ấy, thì nói rằng ôi cái cuộc sống này nó thực sự là nó không công bằng này, mình phải luôn luôn là tìm các cái cách thức mà để kiểu như là có thể ảnh hưởng được đến người khác. Có một số bộ phận giới trẻ như anh bây giờ, các bạn nên nói luôn, biết cần gì phải học nhiều đấy, bây giờ chỉ cần học làm đẹp, học các cái ngành liên quan đến dịch vụ thôi, và bây giờ tôi trở thành YouTuber nó đơn giản đấy, nó chỉ cần lên nói làm những cái nội dung nó có vẻ hài hước này, nào tôi chỉ muốn làm game thủ, tôi chỉ muốn làm YouTuber, mà không biết là đằng sau đó để làm được những cái nội dung mà nó có được cái trình độ học vấn cao, nó ảnh hưởng tích cực cho xã hội, nó vẫn phải có cái vốn nền kiến thức. Mặc dù là chúng ta biết đấy là những cái điều đó nó ảnh hưởng rất là lớn đến giới trẻ, nó mang lại cái năng lượng rất xấu, nhưng mà anh có biết không, là tất cả những cái thông tin nào đấy mà mang tính chất là xốc xếch xến, tất cả những cái thông tin mang cái tính chất là tiêu cực ấy, thì lại thu hút sự chú ý của mọi người nhiều hơn là những cái thông tin mang tính chất là tích cực, gọi là tấm gương người tốt việc tốt. Tại sao? Tại vì nếu mà chúng ta học được từ những cái bài học và những cái câu chuyện ấy, nó mang tính chất là tiêu cực ấy, thì chúng ta có thể biết có được một số bài học để giúp cho chúng ta là không có bị vướng mắc vào trong những cái tình huống kiểu như thế. Tức là mình học ra được một số thông tin về những cái bài học để phục vụ cho cái sự tồn tại của mình trong cái cuộc sống trong tương lai ấy. Chúng ta xem được những cái hiện tượng nó kinh dị như vậy thì bố mẹ thì có thể là biết được để mà hướng dẫn cho con mình đừng có mắc phải nữa. Đấy. Thế còn đối với cả cái tấm gương người tốt việc tốt thì chúng ta biết thế rồi. Tức là chúng ta chỉ cần nghe được một hoặc hai lần thôi thì đó nó chỉ là những cái tấm gương truyền cảm hứng ấy, thì chúng ta biết rồi thì chúng ta thường là sẽ không chú ý nhiều vào đấy nữa. Cho nên là những cái người livestream là họ cũng tận dụng những cái tâm lý của cộng đồng nói chung ấy, sợ bị bỏ lỡ ấy, tức là fear of missing out ấy. Có một cái sự kiện gì đấy nó mới nó xảy ra, và coi như là chúng ta thì thường có xu hướng là đấy, muốn học xem, là muốn tìm hiểu xem từ cái sự kiện đấy mình rút ra được cái bài học gì. Tất cả những người khác làm livestream cứ bình luận về những cái sự kiện đấy, cung cấp những cái thông tin có khi nó là tin giả, tin không chính xác, nhưng mà cứ cung cấp là kiểu gì cũng sẽ có đông người xem. Và chúng ta cũng sẽ thấy đấy là trong cái nền kinh tế này của chúng ta, những cái người nào mà cứ được nhiều cái sự chú ý thì kiểu gì họ cũng sẽ có cái cơ hội để mà có được một cái công việc hoặc là có thêm thu nhập cơ. Cho nên là ai cũng tìm mọi cách để tăng cái sự chú ý của mình với các cái nội dung mà mình sáng tạo ra ở trên internet, mà không cần biết đấy là nó tốt hay là nó không tốt. Và tôi nghĩ là nó cũng là một cái hệ quả ở trong một cái giai đoạn ấy, là chúng ta quá chú trọng đến cái việc là gì? Dạy kỹ năng, cái gì cũng kỹ năng cả. Và tôi không cần biết là giá trị ở đằng sau nó là gì, tôi miễn là anh cứ được số lượng nhiều, quota của anh, KPI của anh được là được.
Thế là cuối cùng là tất cả những cái người đấy bán hàng toàn bán cho người thân, rồi toàn bán cho những cái mạng lưới mà kiểu bạn bè anh em của mình quen biết thôi, không dựa trên những cái giá trị căn bản, ví dụ như trung thực không có, rồi yêu thương không có, hợp tác không có, cái kiểu những cái giá trị mà rất là cốt lõi cơ bản thì mình lại bỏ qua, mình chỉ dạy kỹ năng thôi. Cho nên là đến bây giờ khi mà lên trên mạng ấy, tìm đủ mọi cách để làm thế nào đấy cho cái livestream của mình nó có nhiều lượt view, rồi là nó được có nhiều lượt tương tác, và dựa trên những cái con số đấy thì có thể là nhận hợp đồng quảng cáo đấy. Không khó để thấy ở nền tảng livestream sôi động hiện nay, không chỉ có người hát, kẻ múa, các hình ảnh tục tĩu, khoe thân phản cảm, mà còn vô vàn những livestream văng tục, chửi bới, xúc phạm hay thách thức. Những nội dung xấu độc như một loại virus đang len lỏi khắp mạng xã hội, ai cũng thấy, ai cũng biết và rất nhiều người bức xúc. Cần phải ngăn chặn triệt để những nội dung livestream độc hại cũng là ý kiến của nhiều người dân. Chửi bới nhau trên mạng xã hội và không cần dè chừng gì, mà thường thường là những người đấy là những người khá nổi tiếng trên mạng xã hội đấy. Với những cái lời nói người ta phát ngôn ra như vậy thì có ảnh hưởng gì đến giới trẻ không? Và tất cả những người khác thì sẽ cảm thấy thế nào khi nghe những thông tin như vậy? Những cái thông tin đấy thì chúng ta nên hạn chế rồi. Họ chẳng hiểu biết về văn hóa, họ nói theo kiểu vô thức, nếu mà đọc phải chúng tôi tắt ngay luôn, chả xem nữa, bởi vì là tôi thấy họ không phải là những người bình thường thì cũng không nên tiếp cận với những cái thông tin như vậy. Thế rất là phiền, những lời thô tục mà thiếu văn hóa, mà nhất của những người nổi tiếng, phải có cái sự can thiệp của chính quyền, của pháp luật thì khả năng là cái mạng xã hội thì nó mới trở nên lành mạnh được. Sau những ngôn từ đầy tính sát thương, rác văn hóa từ các livestream nhận được hàng vạn lượt like, không ít người đã trở thành nạn nhân. Theo các chuyên gia, tốc độ tăng trưởng của các nội dung xấu độc đang ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý người xem và đạo đức xã hội. Nó sẽ làm thay đổi cái ranh giới của những cái chuẩn mực đạo đức và chuẩn mực xã hội. Và vì thế thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến cái sự phát triển tâm lý của từng cái độ tuổi một. Và thông thường thì sẽ dẫn đến các bạn là không cần phải kiểm soát các vấn đề về mặt cảm xúc, mà cứ bộc lộ những cái cảm xúc của các bạn ý. Trong số những cái cảm xúc đấy thì nó sẽ có những cái cảm xúc tiêu cực và những cái cảm xúc tích cực. Và thường đối với các bạn trẻ thì các cảm xúc tiêu cực nó sẽ nhiều, các bạn sẽ trở nên là nhục loạn và dẫn đến là không còn một cái ranh giới nào giữa các thế hệ với nhau. Theo anh Nam thì chúng ta có một cái cách nào đó để ngăn chặn lại cái làn sóng này không ạ? Thực ra thì hiện tại bây giờ là các cái ông lớn công nghệ vẫn đang sử dụng cái chính sách hậu kiểm. Thế nhưng mà từ cái lúc mà đưa lên đến cái lúc mà có thể phát hiện ra và hạ xuống thì nó cũng đã ảnh hưởng đến rất là nhiều người rồi. Đấy, và vì vậy cho nên là những cái cơ chế mà sử dụng máy móc hay là AI nó vẫn là một cái giải pháp, nhưng mà nó không đủ được. Mà nó cần phải có những cái giải pháp khác từ gọi là ý thức của cái cộng đồng cơ. Và tôi nghĩ rằng là bây giờ ấy, cuộc sống ở trên mạng cộng với cả các cái chức năng nó rất mới như là livestream, hoặc là sắp tới thì Facebook còn định đưa ra là cả Metaverse nữa, là một cái thế giới ảo một cách rất là chân thực nữa. Sẽ phải có rất là nhiều các cái cơ chế mà có những cách thức nào đó để phải nhắc nhở cho người ta khi mà người ta sử dụng một cái tính năng nào đó thì cần phải biết được một số những cái điểm rất là cơ bản, những cái nguyên tắc để mà ứng xử ở trên đó. Cái thứ hai nữa là chúng ta cũng sẽ cần phải có một cái cơ chế nào đấy là thể hiện được cái sự giám sát của cộng đồng, tăng cao ý thức của cộng đồng và cái sự phát hiện chung tay của cộng đồng đối với cả những cái nội dung livestream mà nó không có phù hợp. Và cái thứ ba nữa có lẽ là ví dụ như là ở trên cuộc sống thực, đúng không ạ? Có những người vi phạm, ví dụ như vi phạm pháp luật thì vẫn phải có tiền án tiền sự, anh phải lưu hồ sơ chứ. Bây giờ lên trên mạng thì tôi nghĩ rằng có một cách thức nào đó để những cái người mà họ cứ làm ra các cái livestream mang tính chất là thù địch hay là phản cảm, hoặc là họ đưa ra các cái livestream mà về bán hàng mà kém chất lượng ấy, thì họ cũng bị gắn sao. Sao đấy là cái sao xấu. Và vì vậy cho nên là khi mà những cái post của họ mà được đưa lên thì cũng đã được có những cái cảnh báo nhất định như thế nào đó để cho cộng đồng. Thưa quý vị các bạn, tôi rất mong là chúng ta sẽ nhận ra được một điều gì đó trong cái chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam. Những cái vấn đề ở trên mạng xã hội nó không của riêng ai cả. Chúng ta hãy bắt đầu bằng cách nào? Hãy tự bảo vệ mình là việc đầu tiên. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.